Đi Mỹ nhưng đam mê ẩm thực Việt như Võ Hoàng Yến, hết tự làm chân gà xả tắc, lại ăn đã cái lư ở nhà hàng. Hôm nay mình quyết định vào bếp làm món mà mình rất là thèm, đó chính là chân gà xả tắc. Sẵn tiện dằn mặt luôn mấy người nói mình không biết nấu ăn nha. Dạ bộ hổ báo vậy thôi chứ mình hiền queo à. Ai nói ơi, Mỹ là không có đồ ăn Việt Nam. Hôm nay tôi ăn đồ ăn Việt Nam cái đã cái lư nè mọi người. Menu có hàng hàng sa số các loại đồ ăn từ nông thôn tới thành thị. Kho bánh xèo Bắc Trung Nam đầy đủ, trời ơi không thiếu thứ gì hết trơn. Bên cạnh thành công trong sự nghiệp, Võ Hoàng Yến còn được mến mộ với chuyện tình ngọt ngào cùng bạn trai là người Việt Kiều, sinh sống và làm việc tại Mỹ. Họ đã từng có kế hoạch kết hôn nhưng phải hoãn lại vì tình hình dịch bệnh. Được biết, người yêu Việt Kiều của siêu mẫu Á hậu Hoàng Yến chênh lệch 12 tuổi. Hôn phu của cô sống và làm việc trong ngành ẩm thực ở Mỹ nhiều năm qua. Hai người biết nhau sau chuyến công tác ở Mỹ. Sau gần 2 năm xa cách, Võ Hoàng Yến và người bạn trai Việt Kiều đã hội ngộ vào ngày 17 tháng 6 tại xứ Cờ Hoa. Khi sang ở cạnh bạn trai, nữ người mẫu gần như trở thành một con người khác. Trong những ngày tại đất nước Cờ Hoa, nữ siêu mẫu liên tục đăng tải clip, hình ảnh vui vẻ bên người yêu và tận hưởng cuộc sống. Không còn là một Võ Hoàng Yến chiêu trò, lầy lội hay tìm đủ cách để quậy tưng bừng, mà bỗng dưng cô nữ tính thẳng, nhẹ nhàng, đầm thắm. Được ngồi ăn với người yêu trong khung cảnh này thì còn gì bằng sắc một miếng bắt người yêu đút ăn nè. Ngay từ những ngày đầu nàng siêu mẫu đặt chân đến đất Mỹ, cô nàng đã nhanh chóng thích nghi và khiến mọi người thích thú với những vlog thú vị tại xứ Cờ Hoa. Sau những buổi đi chơi, cô nàng bắt đầu thèm món Việt Nam và quyết định phải ăn cho bằng được. Món đầu tiên được nàng siêu mẫu lựa chọn là chân gà ngâm xả tắc. Ở món ăn vặt thần thánh này, Võ Hoàng Yến đã tự mình trổ tài chế biến trên nước Mỹ. Người đẹp đi chợ và chọn mua chân gà rút xương cùng một số nguyên liệu cần thiết khác như tắc, xả, ớt. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã khiến khán giả cảm thấy bất ngờ vì không nghĩ cô nàng cá tính lại có thể nữ công gia chánh như vậy. Đã thế, siêu mẫu còn nhiệt tình hướng dẫn mọi người chế biến món theo công thức mà mình biết. Nhưng chỉ chân gà thôi thì chưa đủ, cô nàng cần được ông xã chở đến một nhà hàng nổi tiếng tại California để thỏa cơn thèm các món Việt của mình. Theo lời của Võ Hoàng Yến, menu quán có hằng hà sa số các món Bắc Trung Nam, từ nông thôn đến thành thị, khá phong phú các món từ nem nướng, gỏi cuốn, gỏi vịt, bánh xèo, bánh khọt. Cô nàng còn tự tin bảo rằng mình sẽ ăn cho đã cái nư ở trong nhà hàng món Việt này. Theo lời giới thiệu của Võ Hoàng Yến với mọi người, thì món ăn được thực khách ưa chuộng nhất ở đây là nem nướng chảo tôm cuốn. Đã lâu mới lại được thưởng thức đồ Việt nên Võ Hoàng Yến đã đổ đứ đừ món ăn này ngay từ miếng đầu tiên. Cô nàng còn hài hước miêu tả quá trình ăn của mình, cho miếng ớt cay xé họng, Yến mê nước sốt này, ăn là bị nghiện luôn, gọi cuốn ngon, cắn một miếng trôi xuống cuốn họng. Chỉ riêng món khai vị, nàng siêu mẫu đã gọi đây một bàn. Cô nàng ngược lên miền Bắc với món bánh tôm cổ ngư giòn trụm, bùi bùi. Đây là đặc sản quen thuộc, kinh điển của người Hà Nội. Món ăn chính gồm tôm basil rice, mà theo lời chia sẻ của Võ Hoàng Yến thì đây là món ăn. Cắn vô miệng từng cái miếng cơm nó giòn tan, giòn rụm luôn á. Món chính thứ hai là cá chân tương gói giấy, cá mềm, bỏ vào miệng như tan trong miệng. Ăn cùng cơm rất ngon, nhưng Hoàng Yến ít khi ăn cơm nên ăn cùng đồ ăn khác. Món tráng miệng của quán cũng rất phong phú với đủ loại bánh ngọt, bánh macaron, tiramisu, nhưng do ăn quá no nên cô nàng không thể ních nổi vào bụng nữa. Thậm chí, Võ Hoàng Yến còn đùa rằng ăn no quá, áo cũ mặc không vừa nên khi ra về cô phải thay áo khác. Có thể thấy, nàng siêu mẫu đã có một khoảng thời gian vui vẻ tại Mỹ và được ông xã hết mực thương yêu, chiều chuộng. Nhưng cô nàng cũng bật mí rằng mình vẫn chăm chỉ làm việc online với ekip ở nhà chứ không chỉ lo đi chơi. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!